Rồi anh chạm vào những cái bông hoa cúc, một đồi hoa luôn nha các bạn. Đây là một đồi hoa luôn. Đó, hoa cúc rất là nhiều nha. Rồi hoa cúc. Nếu có thời gian á mình đi vào cái đồi hoa này luôn á. Nhưng mà bây giờ không có thời gian thôi mình đi thôi. Vành đai biên giới nè các bạn. Ha. À. Bây giờ các bạn chứ đi bộ qua bên rừng bên kia là đi qua bên Campuchia đánh bài nha. À, rừng nguyên sinh ha. Đó. Rừng nguyên một rừng không à. Đây là đường Vành Đai nè. Mà băng qua bên kia là đường Campuchia nha. Đây là gọi là cái gì? Hoa cúc á. Nhưng mà nó nè. Nó nguyên một đồi luôn, nguyên một cái đồi là toàn là hoa cúc không. Hoa cúc dài, có nhiều ở trên đồi, nguyên một cái đồi á, nó hoa cúc tràn lan nè. Đây nè, nhìn nó có đẹp nha. Nhìn nó xa thấy chấm nó lại. Nó là một rừng hoa cúc luôn. Rồi. Đây các bạn coi coi, có nguyên một cái đồi luôn á, người ta trồng cái gì mà nó có từng ô đẹp không? Ở đây là mình nghĩ là bắp cải á, bắp cải nguyên ngọn đồi luôn ha. Ở bên tay trái thì điện gió nè, nhìn rất là đẹp. Buổi chiều đường xá đường rất đẹp ha. Người ta trồng trà nè, tiêu, các thứ. Cây đó người ta trồng nó leo lên là cây tiêu đó. Cây tiêu hơn trước nữa không được tiêu gì. Trời ngoài là mát lắm rồi các bạn. Rất mát. Tầm 27 độ. Này ở đó. Đây là cái con đường này là con đường Đông Tây. Để đi về sân bay Ban Ma Thuột, ở bên tay trái là thành phố Ban Ma Thuột nè các bạn. Đó, cái cầu này là nhìn xuống cái tường của thành phố Ban Ma Thuột. Nó cũng ít có nhà lầu cao á nên nhìn thấy nó rất là dễ thấy. Đây là những cái con đường đèo dốc để đi về thành phố Ban Ma Thuột nha các bạn. Đây cả nhà ơi, đó bướm nè, bướm bay quá trời luôn nè. Đó. Con đi lỡ kia con đuổi nó một cái là nó đầy luôn á. Ờ bướm là quá trời bướm luôn kìa. Đây. Bướm nhiều lắm. Nè, nó đang hút mật nè, rồi con này đang hút mật nè, đang hút mấy cái mật hoa nhiều lắm, nhiều bướm, bướm quá trời bướm, nó đi hút từng hoa, bướm quá trời, bướm vàng. Đây là kìa con bướm vàng đây. Bướm nhiều lắm. Bay cả đàn luôn nha. Đây có bướm trắng nữa. Bướm trắng. Đây có một cái lá gì rất là to lớn nha. Bướm quá trời luôn. Đúng đó, nó lại nó hút mặt nè. Có bướm trắng, bướm vàng nha. Nè, bướm trắng nè, bướm vàng. Nè, bướm trắng nè. Nè, bướm trắng. Ồ, có bướm bông quá trời luôn. Chứ nó không bao giờ nó bỏ trống ấy. Mà thằng khác nó lên thì nó phải có một mớ gì vậy đó. Là phải uống phải nhiều nhiều cho bắt hoa cho nó lên. Không lên miếng nữa đi chứ. Bà nội mở tiệc một buổi tối để ăn đây. Chú Kiệm, chú chị đây. Hả? Rót. Cái của nhà Trang đem về. Cá, con cá này là cá to. Đây là bò Ban Ma Thuột.
B thui. Cái bà nội. Lẩu B. B. À, lẩu B. Lẩu mà con B thui á. Đi trong con B thui nãy. Hôm nay ông bà nội Băng Mê có làm bữa cơm buổi chiều nữa đây. Và ông nội Băng Mê đem ra một cái chai cô nhắc nữa, là chai thứ hai. Hôm qua uống một chai cô nhắc nữa, rồi bây giờ hôm nay là ông nội sẽ khui một chai nữa để uống cô nhắc giữa trời xe lạnh ở Băng Mê. Rất là đã nha. Cô nhắc này là mạnh đó hả anh? Cô nhắc thì giống như hôm qua thôi. Whisky mới là mạnh. Whisky mới mạnh là cô nhắc không có mạnh đúng không? Rồi. Chai nó ngọt đâu? Em là chỉ thích giống như hôm qua thôi. Chứ không có mạnh đây. Chút giờ nào nó vừa vừa thôi. Xé gà ra. Dạ. Hai cái hộp bên cạnh cái máy tính bà. Rồi em sợ nó dày mình nó không chín mà nó chín ngon lành luôn. Ngon lành rồi. Có cái trời luôn. Dạ ở ngoài đây nó giòn ở trong nó chín ngon lành luôn. Trời ơi cái món vàng. Có chứ ông nội? Có rồi. Rồi. Anh Tùng chọn một cái ghế ngồi đi. Không. Rồi thôi đang ngồi bên đó. Ông ngồi cái chú Vọng đi. Rồi bắt tay ngồi bên đó luôn. Anh nào ngồi nhiều chưa đi. Dạ. Ông nội ngồi đây đi. Rồi anh Tùng ngồi đây, bác hai ngồi đây, Vọng ngồi kế bên. Đó. Rồi bà nội ngồi kế bên, bác hai. Đây ông nội Văn Mai chuẩn bị lấy ly uống rượu tay ra đây. Ly pha lê uống rượu tay. Một, hai, ba. Nội nè, ông Tông ngồi gần hơn. Dạ, ông Lan. Bác Lan. Rồi bác Vọng. Bác Vọng bên kia ngồi cho mát hả? Thơm quá. Thơm quá bác hai à. Ờ, ngọt hơn thiệt. Con gà 1.6. Bác hai biết thiếu gì không? 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 Thiếu cơm lam. Cơm lam. Vậy, em khoái cơm lam ngay chỗ kia nha. Ông nội ngồi đây. Em khoái cơm lam chỗ kia nha. Con gà này vậy là rẻ sao mà rẻ. Không, em không biết nữa. Em mới nói với Vi là Vi bây giờ dẫn chị đi chợ đi. 90.000 ký mà nó bao nhiêu ký mấy cũng được. Thì em không có biết nữa. Em nói với Vi ấy đi chị đi xử thế thôi. Có một cái món gà hấp chanh nổi tiếng. Nó vừa hấp xong là cái cơm lam đúng không? Con biết cái cơm lam nó vừa lấy ra cho mình là mình không chịu nổi rồi. Ồ, nó thơm đúng không anh? Thơm mùi lá chanh đó. Rồi đây là chai rượu thứ hai của ông nội Văn Mê. Hôm qua xử hết chai rồi. Hôm nay lại thêm một chai con nhắc nữa. Một đêm băng băng mê và một chú đáng nữa rồi. Bây giờ ngoài trời là xe lạnh các bạn. Uống con nhắc nóng vô người nữa thì nó quá trời đã. Thật là tuyệt vời. Đúng rồi. Hôm nay có ông nội băng mê nè. Rồi cảm ơn ông nội rất nhiều. Cảm ơn bác hai cũng như là ơn chú Vọng rất nhiều nha. Có con nhắc uống. Con mời cảm ơn rồi. Tổng thống là khách danh dự của anh cái cục cái đen cho được chứ con anh và được rồi con xin phép ông nội con cô chai rượu nha anh biết cà sẻ nha vị khách danh dự của chai rượu xua hết rồi con nó thơm cực rất rồi nó chắc nó cũng bằng ít nhất cũng bằng con nhắc cái gì ít nhất là nó cũng ngon rồi nó cực cực đó. Yeah.
Đây, nếu mà vậy thì bây giờ bác Hương chế biến cô nhắc để cho bà Thảo uống cô nhắc đi. Tuyệt vời. Người chế biến mình phải là uống ngay, chứ chế biến là để đó. Rất là đã luôn. À, cảm ơn cảm ơn. Mừng quá trời thơm. Ăn lên thêm đi. Con quay xa quá. Con lấy cho bác một người coi nướng đi con. Cho chú Phạm hỏi thứ hai cũng như là chú Bảo thiếp chú Phạm luôn. Rồi, thơm quá, thơm luôn. Rồi, con thơm hơn, thơm hơn luôn. Thơm dịu luôn, thơm ít nhưng mà dịu. Chắc có lẽ là nó lâu năm hơn nữa. Cái này chưa lâu nữa. Cái này nhất chứ. Cái này thôi ha, ok. Ngon. Ngon. Cực kỳ ngon luôn. Có nghĩa là nó thơm nhưng mà sắc tiết là nó vẫn nằm dài nó hơi chi nhiều nhất có khi rút rồi nó nằm đi bát thì dễ rồi mấy cái này còn ngồi đi anh không đang quay phim em uống cái này không thiếu không thì uống cái này là nó sướng nó chạy 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 Ừ, mời cầm đũa. Lòng á thì sạch, mình chân thì dơ, thì ngon. Cái lòng nó mất rượt mà nhìn hỏi là nhìn cái dáng không? Nhưng mà tới giọt cuối cùng đúng đây không? Đây là các bạn ơi, cái chai cô nhắc của mình là ở Băng Mê là nó có cái giọt cuối cùng rồi nè các bạn. Chai cô nhắc không lẽ có hai anh em mình chia hết một chai đúng rồi hết là, rồi anh em cái chơi, rồi chơi anh em đi đó hộ thì sao tử lượng nó hơi khá. rồi vô đi đó không sai không về rồi không sai không sai không về vậy là đưa lên thấy là về đó. Nói vậy được rồi em. Không sai không về. Hết là về chứ. Nhưng mà bây giờ hết là phải về. Hết rồi. Đó, hết rồi. Đó, hết là phải về thôi. Ok. Hết về. Ngày xưa người ta nói là rượu nó ngon. Nhưng mà thời tiết của ở Băng Mê hiện tại là bây giờ là nó lạnh rồi đó. Nhưng mà cái này nó vô làm nóng á. Ấm, ấm rồi. Ấm nhưng mà nó lạnh đó. Rồi, ấm tình anh em rồi đó. Ok. Đó, tối nay ngủ ngon. Đó, chào các bạn đó. Hôm nay bà nội Văn Mê đổ bánh xèo. Bà nội bánh xèo hải sản. Tôm thịt đó. Nhà bà nội thì ăn, nhà bà nội ăn bánh xèo mềm chứ không ăn giòn như anh nữa. Mẹ cúi cho con nha. Rồi con mời ông nội nha. Rồi mời ông nội ăn cơm bánh xèo. Nè. Ăn thơm. Ngồi ông nội con. Thơm á. Xin ăn thơm vậy. Không thơm không thương đâu mày chút. Hả? Đây, Lisa, Lisa ơi, Lisa, Lisa, Lisa ơi, che. À, anh em không ăn mấy món không người này. Đây. Đây, cái này con có sợ cay không? Không có sợ. Rau, ăn thử. Băng thịt. Không ăn không ăn. À, Cười tưởng giỡn. À. Bởi vậy không chịu ngủ á, trẻ ngủ vậy cái trẻ mi á. Lát có em nào đi khám bác sĩ không? Đi khám bác sĩ luôn. Em nào là không có, biết bệnh rồi, chích rồi. Đúng rồi. Biết rồi thôi. Vậy là sao? Đúng rồi, hồi trưa này bác Hương nói mà, thấy chưa, bác Hương nói hay chưa. Chích thôi, chứ còn không có... Bác Hương nói là nếu mà con không ngủ, con bệnh là phải đi chích thôi. Ba thì đau, ngủ em đau rồi, ba em... Quá ngon. Em ngủ rồi. Em ăn ngủ rồi, em ngủ rồi. Con ngồi bên này. Đây, hải sản bò luôn. Rất là dày. Đi xe ra đây cho mũi cắn con. Những con dao này rất là ngon luôn. Bố được kêu ở với tên con. Dạ. Nhưng mà là không phải là giống như không phải là Amazon Amo gì đó đâu mà là Ama Y. Y hoặc Ama. Y là lúc chưa có gia đình. Y hoặc
ma chẳng có gọi ma thì. Nhưng mà anh Tùng bây giờ sẽ được gọi là không, anh Tùng không phải là con trai, ma đâu có con trai đâu, không gọi là Ma Khánh, còn chị Hương là Mỹ Khánh. Mỹ hả? Mỹ là Mỹ á. Mỹ là mẹ. Mỹ hả? Gọi là Mỹ Khánh là đúng. Yeah. Gọi là Mỹ Khánh cả. Mới đúng. Bây giờ gọi Hương bằng Mỹ Khánh rồi. Hồi xưa này là Xuân nó có ghi ước nguyện rồi, cho nên là mai mốt là nó sẽ không hờ nữa. Bắt cười gì vậy? Y nó bắt cười thương quá. Cười ra bụng luôn. Đánh chán hả con? Con cầu là không học bài thì vẫn lộ. Mẹ nó lấy áo khác mình rồi vậy là. Cái thời gian này rất là chín, nhưng mà nói vậy là không phải rồi. Cái màu úa này là hơi lâu rồi. Nghe đây mùi. Tới có thai nghe mùi là chuẩn. Tới chương mục khui sầu riêng của bác hai ba mươi thuộc. Sầu riêng này là đi hái về đây. Sầu riêng chín rụng. Bưng tiền tài. Bưng tiền tài được. Cầm cái đó cũng được. Cái kia cũng được. Đây. Ôi trời rớt, rất bẻ rồi. Thơm lắm các bạn ơi. Bẻ hình rồi. Thôi nó luôn. Trời đất ơi, cô chị. Thơm quá, thơm quá rồi. Thơm quá rồi. Sầu riêng chín rụng. Ban mê. Mà khui là bác hai ban mê thuộc khui nha. Nên nó nhìn rất là gọn gàng. Còn mình khui thì nhầm khi nó cũng không có gọn gàng vậy đâu. Giống gì gọn gàng? Giống không đâu. Không phải cái giọt nó to, nó hao quá. Nó hao quá, giỏ hơn vậy. Dạ. Rồi ok sao? Rồi kết thúc rồi không? Thì là bác hai trồng sầu riêng mà mà ba mươi thuộc nữa nên khui sầu riêng cực lẹ luôn, cực cực xong một trái sầu riêng nha, rất ngon luôn. Trời đất quá, đất quá. Đây, cái này là ông nội ông chê là cái vỏ nó hơi nhiều, ông nội quá nhiều vỏ, vỏ ba mươi thuộc không nói là vỏ nó hơi dày. Rồi. Xin mời cả nhà tới ăn sầu riêng Đắk Lắk. Đây sầu riêng 50 thuộc. Bác hai ơi, bác hai kinh nghiệm lợi tuyển một cái muối đồng ngon ngon để mời ông nội đi. Nội ăn gì đâu? Dạ. Nhưng mà cái muối này nó nhiều cơm hơn á, là cái món này nè. Cái đầu ở giữa này như cái này nè, cái đầu này là nó lép nhiều cơm hơn nè. Đây, vậy thôi để mời ông nội đi, để mời ông nội tự thử ông nội tự chọn đi. Rồi, theo mấy lần rồi rồi. 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 Rồi xuống, ngồi xuống ăn. Rồi. Xuống ăn. Gia đình ăn đi. Rồi ăn đi. Mời ăn đi. Rồi mời bác hai. Để quay luôn xuống bàn đi mà. À, ngon thì có ngon. Dạ. Cô Bi, tới đây cô Bi. Đi bác hai lấy đi bác hai. Anh đi cả nhà đi. Bác hai lấy cho thử ra chê cho miếng rồi Phi. Qua Phi. Cho ai chê miếng rồi. Cái này cho ai chê miếng rồi. Cái sầu riêng thôi mà quay dữ. Trời ơi. Mai mốt đây giờ thả cho tạ đem con hai được. Rồi rồi bác hai tới bác hai đi. Ô bác hai phải lấy muối này nè. Uống heo hả? Đợi ăn uống heo đó. Được, rồi. Nhưng mà nó như cái mùi vị như mình đã biết. Mình phải nói trước khi là coi như là bác hai hồi nãy là bác hai vô là ngửi mùi là nghe cái mùi nó là đoán được rồi phải không? Đoán được bao nhiêu phần trăm rồi? Nó hơi chua. Nó cái mùi không, nó có ngọt nhưng mà cái mùi này là mùi kiểu cái vỏ nó hơi úa nên nó không phải là sao ngọt mẹ ngọt đây. Ngọt mà. Cái muối này của mẹ chỗ nào cũng ngọt. Rồi. Cái chỗ này sao? Ăn đi. Ăn đi. Chứ ông Facebook cũng ăn nhiều quá. Ăn cái này đi. Không làm nhiều nhất nãy giờ đó, thằng ăn mấy dĩa đó. Quay mấy lần ăn mấy dĩa đó. Cái sầu riêng kia nó đậm đặn, cái mùi nó nồng nặc hơn. Chứ anh xách cái sầu riêng đi mà cộng một nhỏ vào là nghe rồi. Không có giấu được đâu.
nhưng mà nó là loại sung sung kìa, sung sung. Sung sung có thích ăn sầu riêng không? Con là làm quá trình khó khăn. Con là thủ phủ của sầu riêng nhưng mà con có thích ăn sầu riêng không? Cái cây nào ngon là nó mới ngon. Cây sầu riêng hạt nó không có giống nhau, mấy cái loại sầu riêng này là sầu riêng ghép cho nên nó tương đối giống nhau. Người ta ghép là giống như sinh sản vô tính là nó đều rập rập giống nhau. Còn sầu riêng hạt kia là họ ương từ hạt lên, không có ghép. Cho nên là mỗi cây nó mỗi khác, nó không giống nhau. Tại vì nó mang tính khi mà nó ra cái trái, nó mang cái hột xong nó ra cái con. Con ăn không đi nè? Con có ăn không? Đó, con ăn thì con tự bóc, con lựa. Không, để bóc miếng nhỏ trước. Đây, cho con. Đúng, cho con này nè. Con tuyệt vời. Tuyệt vời. Ăn đi. Trời ơi, ta đó đó. Ông 235, 235 trái này. 235 ngàn phải không? 235 ngàn. Cái trái này á, mùa này giá này là đúng rồi, đúng giá rồi, nhưng mà cái vấn đề của nó là cái vấn đề nó bỏ không ăn nữa. Này, không ăn nữa. Nó không nữa anh ơi. Ăn là thử biết vậy lên như thế. Chứ có bị hư hay gì không? Thì cái giống này bảo một tiểu ăn nó ăn nãy ăn không bao giờ nó nuốt. Vọng á hả? Cái thầu hạt ăn, sầu này ăn. À, kêu ông kêu là ông ăn sầu riêng đỉnh ông mới ăn mà. Đúng rồi. Dân nhà vườn. Đâu cho anh muốn được coi. Ừ. Bữa này ha. Rồi thank you ha. Sau khi ăn bánh xèo của Mai Phương đổ ăn xong rồi, bây giờ mình tới ăn sầu riêng. Này, cái này á mà rồi. Không, cái này nó cũng có hạt nhưng mà hạt nó lép hơn. Rồi lép. Cái năm mà ngày nào có ăn sầu riêng. Khi mà cái sầu riêng ngon kia á, là cái hạt nó ra tới ngoài da ăn được ít xíu sầu riêng thôi. Nhưng mà nó rất là chất lượng. À, mà cái vỏ nó lại mỏng. Sầu riêng hạt này không ăn chắc nó ăn. Bò ăn nóng em không muốn ăn. Ăn miếng nữa. Không. Ăn miếng thôi. Em ăn kiêng ngon rồi, sao không phải ghé rồi. Thôi hai miếng này hai mẹ con ăn luôn đi. Đúng rồi, hai mẹ con ăn. Mày có được đi qua đâu về mày quá. Anh Tùng á. Đúng quá. Thôi đừng làm vậy, con thích lắm nha. Để cho bé Vy miếng này đi. Đây con Na nó ứa ra đây nè. Trời ơi em chưa. Na ứa rồi, Na nó chê. Na nó nói là không có đỉnh. Ai chèn họng rồi. Xui vậy là con nói với con là ngon dữ lắm hả? Đợi để dành cái da mặt tới. Thôi, không có. Ba muối rồi, giờ ít cũng ba. Giờ ít cũng ba rồi. Kệ cho ăn đi. Ăn đi. Nó ngon. Đừng để lâu đó ăn nó ngon. 7-8 tháng gì không ăn rồi. Nó ngon. À, ba luôn có quay. Cái này là cái này nóng. Ai muốn ăn nóng thì ăn, cuối cùng nãy giờ cứ lo cái kia cái này. Trời ơi, để. Mai cô quay lên ăn sáng. Cô ăn game rồi con. À, cần xuống 4 muối luôn á nha. Ba muối nữa. Nó lỡ rồi cho ông nổi mụn luôn. Nổi mụn á. Nhiều quá. Tại nó ăn mà nó không chịu uống nước á. Không đi ăn mơ muối đó luôn không? Tùy theo cây ngon cây dở thôi. Muối cuối cùng này các bạn. Muối liêm sĩ. Muối liêm sĩ à. Muối này là muối liêm sĩ nha. Rồi thôi mình là làm liêm sĩ luôn đi. Làm liêm sĩ. Làm liêm sĩ luôn nha. Làm liêm sĩ. Làm liêm sĩ là gì? Rồi vô liêm sĩ luôn đi. Đó hay chưa? Em để cho có hai nói đâu. Làm liêm sĩ vô liêm sĩ. Nhon. Nhon. Cũng ngon hết chứ. Nhon. Rồi sâu. Ok, nó đứng ngoài đó nó nhìn. Bây giờ mình muốn đi đâu á, mình xử, hai chị em xử xong đi rồi mình đi. Giờ là đi đâu ta, đi uống sữa bắp đúng không? Sữa bắp giòn. Cái sữa bắp hôm bữa là cái chỗ mà ngon nhất mà mẹ cũng biết. Nào, phố hả? À, cái hôm mà bác mất tiền thì cái vụ mà sữa bắp nếp với sữa bắp Mỹ á. Ê, à, chưa chung nữa nha bà. Rồi. Nhắc một chi để bắt Tùng bị bỏ kèo. Chung chưa, mà. Chung chưa. Chung rồi, bữa đấy. Nhưng mà bắp chung thì trời, cái tự nhiên không, lúc đó móc bóp chung liền rồi con. Bác Hương định sang đấy. Nhưng mà cái nội dung giờ sao quên nữa, chắc chung nữa quá. Dễ lắm nha. Sau khi á, mình xử hết trái sầu riêng rồi. Ở trọng lượng là bao nhiêu ký? Mình nó 3 ký. Cho 3 ký rưỡi đi. 3 ký 4. Rồi 3 ký 4. Thì ăn hết rồi là còn nhiêu hạt đây?
Thì trái đó là mình mua là 300 3,4 235.000. 235.000, nhưng mà mình bán cái hộp này lợi là được 135.000 nè. Đó. Ngày mai mình bán cho những cái vườn ươm á, vườn ươm của Đắk Lắk. Tàm xạo sự. Quá xạo sự. Sầu riêng hạt lép mà nó ươm. Theo anh Hai Văn Bình Thuật á, anh nói là cái sầu hạt á là ăn xong lại bán lại sầu riêng hạt được. Bán cái hạt. Bán cái hạt á. Còn cái này là hạt lép là dùng không có. Không có bán lại được, còn cái kia thì bán lại được. Mấy cái sầu hạt á là cái hạt nó cỡ này không anh Hai, bự. Không, nó to tròn căng rồi, nó căng ra nó bóng. Ra nó bóng rồi nó tròn.